Chiều tối qua 12 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Tử vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Cùng tác tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước tuyên bố nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam Trung Quốc vào tháng 12 năm 2023. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đồng chí triệu lạc tế ký thỏa thuận hợp tác mới giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc lần đầu tiên thiết lập cơ chế ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước do chủ tịch quốc hội việt nam và ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc làm đồng chủ tịch hội kiến với chủ tịch chính hiệp toàn quốc trung quốc vương hộ ninh chủ tịch quốc hội cũng đã tham dự gặp gỡ hữu nghị nhân dân việt nam trung quốc thăm thành phố thượng hải và tỉnh vân nam tiếp bí thư thành ủy thành phố Thượng Hải và bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban thường vụ nhân đại tỉnh Vân Nam, tham dự hai diễn đàn chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước, chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao các bản ghi nhớ hợp tác, thỏa thuận hợp tác. Chủ tịch Quốc hội cũng đã tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ mới, xây dựng hạ tầng, giao thông, đường sắt, năng lượng. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là bước tiến mới trong quan hệ hai nước thể hiện sự đóng góp quan trọng thiết thực của cơ quan lập pháp đối với sự phát triển tổng thể của quan hệ hai đảng hai nước việt nam trung quốc